Dạ. Dẻ chưa chết tới Nam mô A Di Đà Phật, con chào bà. niệm Phật đi, niệm Phật cho cậu nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, Dạ. có hình có đẹp Bà cụ năm nay chưa? nhiêu tuổi rồi bà cụ? Không biết nói gì Năm nay cô nhiêu tuổi? 73 tuổi. 73 tuổi hả bà? Là đứa Dạ. mẹo. Dạ. Phải rồi. Tuổi Dạ. thì hai bây giờ. Không biết nói gì Dạ. trơn. Thầy Phật đây biết vậy vậy. Nam mô đẹp quá mà thầy Dạ. Phật. Chị đã biết có mấy câu đó. Dạ, dạ biết nhiêu được rồi. Biết chi cho nhiều. Cảm ơn dạ 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 cảm ơn dạ dạ à khỏe dạ con chúc cái tay bà này đau nè, ừ. tay này không có đau ừ. té đó dạ con chúc à. Bà nhiều sức khỏe cho bà à cảm dạ ơn nha dạ bà cố gắng mô niệm Phật Phật cho bà nha ơi dạ. à Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện tại mình đang có mặt ở tại Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, thành phố Hồ Chí Minh, Chi Hội Thiện Xứ, Mái Ấm Tình Thương, ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Và mình cũng được biết Mái Ấm Tình Thương này do một cô tu sĩ đã thành lập ra. Cô tu sĩ này trước đây cũng đã từng tu hiền với vài đồng đạo. Nhưng dần dần các cụ bà vì không có chỗ nơi nương tựa nên xin vào đây để tá túc và có chỗ để tu hành và một ngày càng đông. Vì vậy cho nên hôm nay cô đã thành lập ra một mái ấm tình thương lớn để cho cô, cho các cô, các bà tới đây để có chỗ nơi nương tựa và dìu dắt nhau vào con đường đạo đức như lời Đức Thầy đã dạy. Hôm nay, Chùa Đà Bình Yên xin kính mời cô chú anh chị hãy vào tìm hiểu và xem các cô, các bà đã sống trong đây như thế nào. Xin mời cô chú anh chị mình hãy vào bên trong. Hiện giờ thì các cô chú đang ngồi niệm Phật để mình chia sẻ hình ảnh này lên cho cô chú anh chị xem. Con chào cô, con mới tới. A Di Đà Phật. Dạ. Hôm nay con lại để chia sẻ cái như mái ấm tình thương này nè con. Cái này là của cô. Cái này cũng nói chung là cũng sáu thành lập ở đây cũng hồi đó cũng cũng lâu rồi. Mới có năm 2007 đã 8 tới giờ. Bà con tự người ta tìm đến viết một một hai bà từ từ thành cái dưỡng lão luôn đó con. Dạ. Chứ hồi đó thì sáu ở cái nhà nhỏ này nè, nhà con nhà 3 mét á, tôi đó. Nhà nhà thờ Đức Thầy đó hả con? Ở nhà 3 mét thì nhà 6 mét thôi. Dạ. Rồi mấy cụ lại ở rồi một bà viết là vũ vũ từ từ rồi cái cất ra thành cái dưỡng lão luôn rồi. Dạ. Nhờ bà con của bác người ta cũng chung tay với nhau á con. Dạ. Thì mới làm cái biết là được nuôi được 20 người mấy người. Người này tới rồi người kia đi về, để mất người. Để mất người còn hả con? Ờ, mất người khác rồi. Thì, chung ở đây cũng như sáu nhận người nữ không mà chứ không có nhận người nam. Yeah. Tại vì đó về sáu sống độc thân rồi mấy bà cụ già lại đây ở rồi sáu nhận giúp đỡ cho mấy bà cụ trong lúc mà gặp khó khăn vậy đó. Yeah. Không có nơi nương tựa rồi, nhất là mấy cụ mà lớn tuổi. Yeah.
như con cái rồi nghèo khổ là không có lo được đó. Thứ hai nữa là cái bộ tìm đến đây là sao mới giúp, mới có cái khả năng được giúp bao nhiêu thì mình cái sự lo của mình được nhiều thì mình lo vậy đó con. Dạ. Chứ không có gì. Và hiện giờ mình cô chú ở đây được bao nhiêu người đó cô? À, cũng hai mấy người đó con. Dạ, khoảng hai mấy người ha. Nữ không mà chứ không có, dạ. Không có chú, cô không mà. Là như là ngày là mình ở đây mình lo hết trơn toàn bộ, ăn uống thuốc men đâu đó mình lo hết phải không cô? Dạ, cái cũng như là cái chỗ đó thì cũng từ thiện, nhưng mà ở đây với điều kiện là mình ăn chay không? Dạ, ăn chay không? Dạ. Rồi nhận vô, nếu mà người nào ăn mặn thì sao cũng vô đây, nếu ai ăn chay thì sao mới có, mới nhận, còn nếu ăn mặn thì... Bên đạo Phật giáo Hòa Hảo hả con? À. Dạ. Thì hồi đó giờ tiền thống của ông bà để lại, ông bà cha mẹ hồi xưa cũng tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Thì bây giờ cha truyền con nói sao cũng theo cái tôn chỉ của thầy dạy đó. Dạ. Thì làm an ủi người già cả ốm đau. Yeah. À, mình nên làm bổn phận con người, phải làm gì trong kiếp sống này thì nên đáp lại cho tứ ân bốn ân của thầy dạy đó con. Yeah. Ừ. Nhưng mà mình phải tùy tài tùy sức của mình, khả năng của mình, với cái người nữ của Sáu thì đâu có giúp ích gì đất nước được như người nam. Yeah. Mà thì mình bổn phận mình thì mình giúp được trong cái xã hội, đền ơn đất nước thì an ủi người và cả ông đau, những cái người nghèo khổ như neo đơn. Dạ. Khả năng của mình mấy người già vậy đó. Dạ. Không có nơi nương tựa thì khả năng giúp được như mình giúp vậy thôi. Dạ. Dạ. Cuối đời đang hy vọng là cuối đời đang sau khi này mấy cụ bỏ xác được, sau khi mà chuyển kiếp được rồi qua kiếp sau đang mà tiến hóa lên nó không còn nghèo khổ nữa. Dạ. Chứ để kiếp này mấy cụ khổ quá. Dạ. Khổ rồi. Nếu mà biết tu nữa thì sẽ chuyển kiếp lên cõi trên ha. Dạ, mong cái... hỏi cho thầy biểu mình được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô thì mình kêu mình động viên cho mấy cụ gán niệm Phật làm kiếp sau còn khổ nữa. Chứ mình nuôi mục đích của mấy cụ là để sống an lạc và để hưởng về cái sau này, chứ bây giờ hiện tại mấy cụ khổ rồi thì đã người nào cũng mấy chục tuổi mấy chục năm hết trơn rồi, giờ không làm đủ trong cái cuộc đời quá khổ rồi. Mình nghĩ qua cái này đời sau thôi. Dạ, cái mình đất này là đất nhà của mình hả, là sao cô? Dạ, đất này của ông già hồi xưa ông Sáu sống độc thân đó, rồi cái Sáu chọn cái chỗ này là cuối điểm nằm mà trong này hẻo lánh cho nó yên tĩnh. Dạ. Sáu lo cúng lại niệm Phật thôi chứ sao nghĩ gì. Rồi sau mấy chị tìm đến ở rồi từ từ cái gì cất lên thành cái dưỡng lão luôn, chứ ở đây chỗ này mẹ nó phức lắm. Dạ. Lúc đó là đây là cây cối châm bầu không à, che đâu không à, nó khó đi lắm. Dạ. Thì con cũng được biết là cũng có nhiều anh YouTube ở đây chia sẻ cái cho chỗ dưỡng lão của mình đây mà cô không có đồng ý phải không cô? Nó ngày tôi yêu cầu mấy cậu ở đây quay là mình sống mình phải làm sự thật, đừng có nhiều khi có một số lại đây quay rồi dàn dựng lên rồi cái chuyện có nó không, rồi chuyện không nó có, rồi tô đậm lên nữa, rồi thành nó mất đi cái sự thật, rồi không có đúng với cái người tu của mình. Rồi với cái lợi dụng mà để mà làm những cái chuyện đó, mà giống như là mượn cái đạo mà tạo cái đời đó, tôi không có muốn, cho nên tôi cũng ít có cho mấy cậu mà lạ lại đây là làm những chuyện đó, tôi không có đồng ý gì thôi. Không có gì. Rồi thành ra cậu bữa nay cũng đủ duyên rồi cậu lại đây rồi mà, chứ thứ hai nữa là cậu cũng ở gần đây thì tôi biết đây thôi, chứ còn như ở xa là tôi không biết nguồn gốc của tôi, không biết thật sự. Vậy hôm nay con chắc con cũng có duyên với cô, thành ra gặp cô mà cô cho chia sẻ lên cho cô chú biết. Thì tôi cũng hy vọng là cậu phải làm sao mà đúng với sự thật của mình. Cái người của con người của mình nó phải ăn thật, nói thật, làm thật. Dạ, đúng. Thì đúng. Nó mới có bền vững là lâu dài hơn. Dạ. Chứ còn cái giả dối thì cũng như sự thật thì lúc nào cũng là thắng cái giả dối. Còn giả dối trước sau thì người ta cũng biết rồi. Sau này mình không có được tồn tại hết đâu. Dạ. Thì
vậy đó. Thì cái lương tâm mình nó hiện ra bên ngoài, con tâm mình nghĩ sao bên ngoài làm gì thì trước sau thì nó không sớm muộn tôi, cho nên tôi không đồng ý cái chỗ đó thôi. Thì con cũng con cũng đi quay những hoàn cảnh cô chú mà bệnh tật này kia, thành ra con cũng hiểu được cái người thật người giả làm sao. Khi có người ta cũng có lợi dụng cũng có, mà người ta chân thật cũng có. Dạ thì đúng rồi, thì mình không phải là mình vô đủ quá nắm. Dạ. Cũng có một số sống sự thật, mà nhiều khi quay cái dàn dựng lên cái người đó đau ốm bệnh hoạn, những cái quay những mà tiền ta đưa nhiều khi cái không có đưa lại cho cái người bệnh nó một, cũng có một phần. Dạ. Thứ hai nữa thì tô động thêm cái chuyện có nó không người đặt đều vô cái gì đó. Yeah. Cho nên mình thấy những cái người đó người ta coi rồi mấy cái người mạnh thường quân người ta làm cái đồng tiền cũng rất là cực khổ. Yeah, đúng. Mình đi cộng tác với mấy cậu mà làm mà, yeah. mà mấy cậu làm không đúng thì rất là tội nghiệp cho người ta. Yeah. Đó. Mấy cô chú cũng ở xa cũng đâu biết đâu, tin tưởng mình, mới trao tiền cho mình. Mình như làm không đúng sự thật thì trước sau nó cũng phải lộ ra thôi. Ai cũng là cũng gặp cái hoàn cảnh, nhưng ta chia sẻ với mình ta thấy khổ, ta mới chia sẻ, nhưng mà thật sự nó có đến tay cái người đó hay không, cái đó là cái quan trọng. Cô có thể ở đây thật sự là biết cô không mà không có chú. Ở đây là cô nó tập tu vô tập tu đó. Ở đây là người nữ không nha cô chú anh chị, không có nhận người nam. Hôm nay mình có duyên để chia sẻ lên cô chú anh chị xem hoàn cảnh của mấy bà cụ. Bà cụ này là 97 tuổi rồi đó. Con chào bà. Mô với là Phật. Chấp tay niệm Phật đi. Tội quá. Bà 97 tuổi rồi đó. Còn 3 năm nữa là 3 năm nữa là 100 tuổi. Bà ở đâu lắm bà? Ở Trần Yên, Dịch Sỏi. Dịch Sỏi hả? Dịch Sỏi vô Trần Yên. Trần Yên, ở trên Dịch Sỏi. Dịch Sỏi, Dịch Giá ha cô? Dịch Giá. Kiên Giang. Ở Kiên Giang. Rồi sao bà biết ở nơi đây mà bà tới đây bà ở gì bà? Trong ông Sáu Hạ. Giờ ông Sáu Hạ không mất rồi. Mất rồi, cái vợ chồng mấy đứa con nó giải thể đi. Rồi cái gia đình bà có con có gì không bà? Không có gia đình nữa. Bà nay vợ sống không mình ra gì? Chồng em chết, chị em chết, người chị chết, con mình tôi bây giờ mình vô đây mình ở và bà thấy vui không bà? Ở đây thì em đóng hồ sơ rồi đầy đủ. Cái chỗ này là chỗ nương tựa cuối cùng của bà đó, giá bà ở đây đi. Về chào Phật trước, chào Phật. Bà giá đi Phật đi, Phật trước bà về Tây Phương. Cái hãy nhớ là ông Phật là niệm Phật, niệm Phật là con, Phật là con. Bây giờ bà thì cũng không đâu có làm gì đâu, có còn gì nữa để suy nghĩ gì chuyện đời gì nữa. Vô đây có cô Sáu lo cho đời, chỉ lo đi Phật thôi. Con đây mấy chục năm ở ngoài đời, có ít gì đâu. Bây giờ mình vô đây mà không lo niệm Phật nữa lo gì. Đúng rồi. Nó mô gì là Phật, nó mô gì là Phật thì thôi. Ai nói chuyện nhiều cũng nghe đâu. Con cảm ơn bà nha bà. Nay có duyên gặp được bà. Cảm ơn con nha con. Cũng chúc cho bà được nhiều sức khỏe và bà cũng cố gắng niệm Phật lên, chút nào cũng niệm. Khi mà ngủ không có ngủ ít ngủ lắm. Bữa nay là bữa nay ăn cơm không cháu? Ăn cơm.
nay con được nha. Bây giờ đi tắm cố gắng niệm Phật lên đi, lúc nào phải niệm đi. Cùng giấy thôi, xài hết thôi, lấy cùng khác nha. Xin mời cô chú anh chị mình đi tiếp theo bà cụ nữa. Thì con chào bà. Con này ở đây cũng lâu rồi. Dạ. Bà cho con hỏi thăm bà một chút nha bà. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Dạ. Dạ. 65 tuổi. 65 hả? Dạ. Quê mình ở đâu thằng bà? Quê ở thành phố. Thành phố dạ. Dạ. Cô đi làm ở mình bên cái huyện Tai Biến đó. Dạ. Đưa vô đây tính giảng sanh. Dạ. Nhưng mà không giảng sanh sống tới giờ 11 năm. Dạ, giờ dạ, đây dạ, cô vô đây được 11 năm. Cô đi nhà Đức Phật. Đi được. Cái mới đây bị té rồi xương cầu gãy. Gãy xương cầu luôn hả bà? Dạ. Cô. Dạ. Cô này có lặng đặng lâu đau lắm. Hồi lúc mà mới vô khiên cổ không đó. Dạ. Tai biến á. Dạ. Rồi vô đây mình cũng đi điều trị thuốc nhiều hả con? Cô đi tới được lui gì được không? Đi tới lui được. Dạ. Vòng vòng đi đều được, gần đi xa thì đi không được. Dạ. Khi mà cô vô đây cô ở cái trong lòng cô nghĩ sao con? Nói chung là mới đầu thì mình bị bệnh, mình vô mình cũng giải thân thôi, nhưng mà sống đây tự thì thấy thân thiết. Dạ. Thấy thương nhiều nhau lắm. Dạ. Rồi biết là xã rồi tư rồi lo lắng rồi đi cô sống rồi ở đây là biết ở đây thôi. Rồi mình cái mình có gia đình gì không lúc trước đó cô? Không có nhà. Cô cô độc thân ha, không có. Cô đi chơi phụ việc cho ta. Dạ. Dạ hôm nay cũng có cái duyên con tới đây để gặp được cô, chia sẻ cái hoàn cảnh của mình. Rồi, hôm nay con cũng đầu tiên tới đây để gieo duyên. Dạ. Cô xã lo hết. Dạ. Dạ. Con cũng chúc cho cô nhiều sức khỏe. Dạ. Hãy cố gắng niệm Phật đây cho mình sau này mình nhẹ nhàng về Tây Phương cực lạc. Dạ. 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 Vô đây cũng cô cháu cũng lo cho rồi mình chỉ yên tâm niệm Phật thôi. Dạ. Dạ. Con chào cô với con. Dạ. Mô A Di Đà Phật. Cô chú chị bà cụ dạ dễ chưa chết hết. Nam mô A Di Đà Phật, con chào bà. Niệm Phật đi, niệm Phật cho cậu nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Bà cụ năm nay nhiêu tuổi rồi bà cụ? Không biết nói gì chết. Năm nay cô nhiêu tuổi? 73 tuổi. 73 tuổi hả bà? Dạ. Đúng mẹo. Dạ. Phải rồi. Không biết nói gì trơn. Dạ. Thầy Phật đây biết gì vậy? Dạ. 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 Biết có mấy câu lá. Dạ, dạ. Dạ. Biết nhiều được rồi. Biết chi cho nhiều. Cảm ơn. Dạ. 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 Cảm ơn. Dạ. À, khỏe. Dạ, con chúc cái bà. Cái tay này đau nè. Tay này không có đau. Té đó. Dạ, con chúc bà nhiều sức khỏe cho bà. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, bà cố gắng niệm Phật cho bà ơi. Dạ. Lúc nào phải niệm mới được. Dạ. Niệm phải niệm rồi bà. Lúc không được. Dạ, dạ. Thôi, con cảm ơn bà. Con đi nha bà. Cảm ơn nha. Dạ, dạ. Mô Phật. Dạ. Hôm nay con cũng có cái duyên ở đây gặp cô và chia sẻ lên cái hoàn cảnh của mấy bà ở đây sống cuộc sống mà không có con cháu gì để nương tựa. Yeah. Cũng nhờ cô có chỗ để cho mấy bà nương tựa ở đây và tu hiền thì cái điều này rất là tốt. Hôm nay con cũng thay mặt anh Mạnh Thường Quân ở ngoài Đồng Nai cũng gửi cho cô ít tiền để cô mua đồ dùng cho mấy bà. Dạ. Trước tiên con xin gửi cho cô 2 triệu để con đăng cái video này lên cho anh xem rồi anh có giúp gì mình để được không?
cúng tiền của ảnh, ảnh gửi cho con đi trợ duyên. Dạ, con thì ảnh này tên gì? Ảnh ảnh giấu tên để chút con nói tên cho cô biết. Dạ, dạ. Vậy thì nếu mà cậu nói vậy thì thôi, tôi cũng thay mặt với cậu, mấy cô ở đây mà xin cảm ơn cái cậu đó nha. Dạ, dạ. Nhờ cũng như chia sẻ với nhau, cũng như lá lành đùm lá rách. Dạ. Dạ. Mà cái công đức này nó cũng hiếm có lắm. Dạ. Cũng như là tôi làm đây được cũng nhờ Mạnh Thường Quân á, cũng như mấy cậu đồ tiếp, tôi xin chân thành cảm ơn nha. Chúc cơ cái cậu đó cậu hôm nay vậy còn dạ, cậu ngoài lòng nay cái gì đó khỏe mạnh đặng mà và cứ làm ăn phát đạt, đặng có cái phương tiện để mà hỗ trợ cho mấy cụ thêm một phần nào để trợ duyên trong cho mấy cụ an ủi ra trong lúc già ương yếu rồi ha. Cậu cho rồi đây 2 triệu con gửi cho cô. 1, 2, 3, 4 và 2 triệu. Cảm ơn nhiều nha. Con cũng chúc cho cô có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm công việc thiện nguyện này, giúp đỡ cho mấy bà cụ ở đây có chỗ ở để và có chỗ để niệm Phật này kia yên tĩnh. Dạ. Để sống cuộc sống còn lại của cuộc đời. Dạ, thì cái nhân viên tiền nhân viên thôi. Bây giờ mình khả năng mình làm tới đâu thì được ngày nào thì nên ngày mấy, chứ 6 năm nay cũng lớn tuổi rồi. Thì tùy cái duyên đi, cũng như ông Phật cũng cho mình làm bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu rồi. Cầu xin Đức Phật cái bán kiếp hồng trần sanh lập hết bây giờ chảnh là niệm Phật cho nó không còn khổ nên chở xuống mới cứu vớt mấy bà này. Đổ mấy bà này mới được. Ai như đạo Phật có cái duyên có duyên dữ lắm mới làm được cái như vậy đó thôi. Cô cũng có công đức này cũng dữ lắm. Xài nhà mỗi người mỗi góp sức vô chứ không phải mình nên sao làm được. Như mỗi một người có một cái bổn phận để mà hỗ trợ với nhau, như người lo củi đuốc rồi gạo thóc rồi đồ ăn đồ gãy gì mỗi người lo hết. Như là sáng mà đồ ăn hết rồi sao đi ra chợ đó, vì những cái đồ gãy mấy bà cụ mấy cô vẫn bán mà nó còn lại đó thì cũng tiếp với Sáu rồi em về đây thì tận dụng mình nấu mình cho mấy cụ qua ăn chứ không có gì. Vậy thì ngay đồ chai thì Sáu cũng tàu hủ nó gom đồ này kia vậy đó con. Chứ còn cái đồ mặn thì Sáu cũng không có làm được. Cho nên mình ở đây là toàn bộ là mình phải ăn chay hết. Nhưng mà cái nhân viên cũng như mấy cô đó khổ quá rồi, cái ăn mặn cho chở về đây, cái Sáu cũng động viên cho mấy cụ ăn chay cũng ăn cũng ngon lành. Từ từ cũng quen coi. Mấy cụ cũng mấy cô đó cũng nói trời tôi ăn mấy chục năm nay rồi tôi cũng thấy có cái gì đâu cô ơi, mà càng thấy nó càng khổ thêm nữa thôi. Đến đây đặng nương nhờ cửa Phật đặng mà kiếp sau không còn khổ nữa. Cái thấy kiếp này nó hết hy vọng rồi. Nó cũng nói thấy thương lắm. Còn hôm nay cũng có cái nhân viên vô đây cũng cô cũng đồng ý cho con để chia sẻ lên hoàn cảnh của mấy bà cụ ở đây cho cô chú Mạnh Thường Quân xem để hỗ trợ cho mình có tiền để lo cho mấy bà cụ tuổi già. Tôi cũng thay mặt ở đây cũng cảm ơn cậu nha. Rồi chúc cậu làm cái việc gì cũng như dân mình cái gì mình cũng sống thật làm thật là bà con người ta ủng hộ cho mình chứ không có gì hết ha. Nhưng mà mỗi bước đầu thì nó hơi khó khăn vậy thôi, nhưng mà rồi mọi sự gì nó cũng thành công hay không. Con cũng gian giái với Phật trời hoài, bữa nào gì nhân cho con làm cái việc nguyện này cho thành công, giúp đỡ cho bà con mình nhiều hơn. Thì đến đây con cũng thay mặt cho bà cụ ở đây nhiều. Anh đó giúp cũng không dài cũng giúp cho nhiều hoàn cảnh bệnh với nghèo khổ, anh cũng giúp nhiều lắm. Hôm nay thì em cũng có duyên vô đây để
anh em mình cùng nhau hỗ trợ cho cô Sáu ở đây để có tiền để đỡ cho bà cụ. Dạ. Là thật, cảm ơn anh rất nhiều. À, cũng đức của anh không biết sao, dạ, nói cho hết. Thôi giờ xin chào tất cả nha. Dạ, cảm ơn nha. Hôm nay cũng ngừng video của dạ, chú ơi, dạ, để ủng hộ dạ, mình để tiếp tục làm nhiều video nữa để cô chú có cái duyên gặp gỡ cô chú Mạnh Thường Quân để hỗ trợ tiền để chị bệnh trong những lúc khó khăn đau ớn bệnh tật. Cũng cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh mình nhiều qua, cảm ơn rất nhiều anh như đã con. Dạ, con cảm ơn con.